Dù xin chào các bạn, mình là Sudan đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Friday Night Funkin mod Mommy Long Legs. Trong mod này, boyfriend sẽ đến nhà máy đồ chơi Poppy. Tại đây cậu phải đấu rap battle với Huggy Wuggy và sau đó là Mommy Long Legs. Mommy Long Legs là nhân vật mới được tiết lộ trong Poppy Playtime Chapter 2 nên đã có mặt ở Friday Night Funkin. Liệu sức mạnh sẽ ra sao, khả năng rap tới đâu, hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay lập tức Friday Night Funkies đã cập nhật Mommy Long Legs rồi các bạn ạ. Nhân vật sẽ xuất hiện ở trong chapter chương thứ 2 của tựa game Poppy Playtime. Bột có búp bê, cũng có thể gọi là ma quỷ nữa, bên cạnh với Huggy Wuggy. Để xem là kỹ năng rap của bà mẹ chân dài này có đỉnh như Huggy Wuggy không nha. Ủa? Đây là bản cập nhật của cái mod đối với Huggy Wuggy trước đây các bạn ạ. Chúng ta có chapter 1 và chapter 2 là cái gọi là cái tiếp theo. Và có vẻ như là đây là dựa theo cái trailer của Poppy Playtime chapter 2 các bạn ạ. Rồi, phải đấu với Huggy Wuggy trước này. Chúng ta hãy cùng mình nghe lại cái bản nhạc cực kỳ đỉnh cao. Đây là cảnh chạy trốn ở trong cái ống thông hơi. Ok. Ngày bữa trước mình vừa chơi cái game này xong, đúng là sự thật các bạn ạ. Chơi nhìn Friday Funkin nhìn này dễ thương này thôi chứ chơi Poppy Playtime thật sợ vãi. Đúng là chỉ có chơi cái trò này thì mới có thể có thời gian mà rap battle. Chứ game thật ra nó đuổi nó dí mình. Ê, chối chết luôn. Ok phết đấy, nhưng mà mình thích cái bài cái nhạc ở một cái mod khác cơ, cũng là đồ với Huggy Wuggy. Nhạc này mình đánh giá không hay bằng. Công nhận là hai đứa này chúng nó có thể vừa đuổi bắt với nhau trong ống thông hơi mà vẫn có đủ sức để mà hát rap được. Ảo thật đấy. Không hiểu luôn. Mắc cái đường ống thông hơi dài và hay chạy đấy giờ chưa hết. Ok yeah. Rồi, tạm thời là đánh bại được Huggy Wuggy trong trận đấu rap battle này. Nhưng đến chapter 2, Mommy Long Legs, đấy, mẹ chân dài sẽ xuất hiện. Thì vấn đề có thể nó sẽ khác đây này. Rồi, mở khóa ngay chương 2 để xem nào. Mommy Long Legs. 3, 2, 1. Chúng ta có một đoạn animation. Boyfriend thấy búp bê Huggy Wuggy đang bị nằm ở trên sàn. Vào đấu luôn à? Nhanh phết nha. Ok, là ở trong bóng đen nhỉ? Trong cái bóng đen bây giờ là Mommy Long Legs nằm trong đấy các bạn ạ. We'll be right back.
Ê, bà có thể xuất hiện ra được không nào mommy? Mommy. Wow, cánh tay thò ra để lấy con Haki Yugi về. Uầy, cái đây là cánh tay máy đúng không? Của cái Grab Pack mà đúng không? Mod đỉnh thật sự các bạn ạ. Ủa sao hả? Uầy Ok, mommy sắp xuất hiện rồi. Ok, vẫn bài này vẫn còn một hơn 1 phút rưỡi nữa. Tức là vẫn sẽ còn nhiều tình huống sẽ xảy ra. Ok, còn 1 phút cuối. Có lộ mặt không đây? À, cái này là Ok, tuy nó không kinh dị lắm nhưng mà mình cũng hơi nổi da gà rồi đấy. Uầy, cái tay vừa đây là tay của mommy, chứ không phải là bộ grab pack. Có nghĩa là mommy long legs có khả năng kéo dài tay à? Cái gì vậy? Tôi bị văng game à? Vâng các bạn ạ, bằng một cách thần kỳ nào đấy là cái game của mình chơi đó là văng ra. Không biết rằng là các bạn chơi cái này có bị giống mình hay không. Mình sẽ để link tải cái mod này ở phần bình luận và phần mô tả nhé. Chứ tự dưng ý, mình chơi đến đoạn đó thì bị văng ra ngoài. Mà có vẻ như là cái bài đấy nó chỉ dừng đến đó là hết rồi các bạn ạ. Không biết có phải là đây là do lỗi của mod hay là do bài này nó thế không. Đến lúc đấy nó sẽ đá mình ra ngoài. Và chúng ta đây rồi, ở trong cái phần free play có bài ẩn là bài Mommy Time. Đâu để xem thế nào. Nếu mà đây là cái kiểu ok, vẫn là cái màn hình kiểu này. Nếu mà cái bài cái mod này mà nó đá mình ra ngoài vì phải đấu với cái bà này thì có vẻ là hơi ghê đấy. Bài này là cái bài mà mình nói ở lúc mà mình chơi bài đầu tiên này. Bài này bài hay hơn này. Nice. Nhạc của Haki Yugi này gì nữa. Mà lần này là mommy long legs hát. Rồi ok, độ khó thì không khó rồi.
dự ấy là vẫn hay nha. Ok. Để chơi những cái, tuy đây là Friday Night Funkin, một game không liên quan lắm đến Poppy Playtime, nhưng mà thật sự là mình đã rất là tò mò và rất là hóng đây để được chơi chapter 2. Hôm rồi mới chơi chapter 1 mà thấy là đúng là hay luôn ấy. Bây giờ là chapter 2 nó mà ra cái là mình phải chơi liền luôn. Ê, không biết trong game có cái cảnh này không? Kiểu Mommy Long Legs từ trong bóng đêm. Từ trong bóng đêm chui ra hù người chơi. Đấy, phải thế mới đỉnh. Nhạc hay nhưng mà nốt nhìn một lúc hơi bị loạn các bạn ạ. Yes. Ê, đừng bảo đoạn cuối là có cảnh nào mà nó hù mình nha. Hy vọng sẽ không có. Ok, chỉ có tắt đèn đi thôi. Và đó là hết rồi. Ok, và thế là hết. Vâng các bạn ạ. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái mod đấu với Mommy Long Legs, một cái mod được ra đời cực kỳ nhanh, cực kỳ tốc độ sau khi trailer chapter 2 của Poppy Playtime đã được ra mắt. Và chắc chắn là mình sẽ chơi cái chapter 2 ngay khi được ra mắt các bạn nhá. Hãy đón chờ video đầu của mình. Còn bây giờ, nếu các bạn đã xem được cái đoạn này rồi thì đây là một video nữa mà các bạn có thể xem tiếp. Bấm vào đây đi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudern và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào video tiếp theo. Bye bye.